mưu sinh bằng thụ tinh trong ống nghiệm IVF hiện nay khá đắt đỏ và không phải cặp vợ chồng nào, kể cả ở các nước đang phát triển, xin lỗi quý vị, ở các nước phát triển cũng đủ điều kiện kinh tế để thực hiện. Mới đây thì các chuyên gia sản khoa của Bỉ đã nghiên cứu một phương pháp thụ tinh ống nghiệm mới với chi phí giảm đáng kể từ hàng nghìn đô la Mỹ xuống chỉ còn khoảng 265 đô la Mỹ cho một ca thụ tinh IVF kiểu mới. Ở phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm thông thường, người ta cần có hàm lượng khí carbon dioxide cao khi nuôi dưỡng phôi thai trong ống nghiệm nhằm kiểm soát mức axit. Quá trình này được duy trì bằng cách sử dụng các lồng ấp carbon dioxide, khí tế và thiết bị thanh lọc không khí. Nay các nhà nghiên cứu Bỉ đã trộn axit citric với axit carbonate trong nước soda để tạo ra carbon dioxide thay vì sử dụng các trang thiết bị đắt tiền trên. Nhờ vậy, chi phí cho một lần thực hiện phương pháp IVF mới có thể giảm xuống chỉ còn 265 đô la Mỹ, bằng 10 cho đến 15% giá dịch vụ IVF thông thường. Phương pháp nuôi cấy phôi đơn giản này sẽ giúp giảm chi phí so với thụ tinh ống nghiệm cho phòng thí nghiệm. Chi phí của phương pháp thụ tinh ống nghiệm hiện nay bao gồm những chi phí gì? Chính là tiền thuốc, chi phí cho phòng thí nghiệm. Và tất nhiên, nếu có biến chứng xảy ra, thì còn tính đến các chi phí điều trị các biến chứng và chi phí điều trị đa thai. Theo dữ liệu đệ trình tại hội thảo của Hiệp hội Phôi học và Sinh sản châu Âu, tỷ lệ thụ thai thành công bằng phương pháp giá rẻ mới là 30%, gần tương đương với kỹ thuật IVF phổ biến hiện nay. Hiện đã có 14 em bé khỏe mạnh ra đời từ phương pháp này. Tuy kỹ thuật IVF mới vẫn còn một số nhược điểm, song thành công ban đầu của phương pháp trên cho thấy hệ thống nuôi cấy phôi đơn giản và giá thành thấp này sẽ là sự hỗ trợ hữu ích cho các nước đang phát triển trong công tác điều trị bệnh vô sinh, đặc biệt là các quốc gia châu Phi. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự 19 giờ tối nay của Đài Truyền hình Việt Nam.